Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Anh em ơi, ngày hôm nay thì mình có một cái chuyến đi nó rất là xa mọi người ạ. Và Kẹo làm video này thì không biết là ngày hôm nay thì các bạn muốn nghe tin vui hay là anh em muốn nghe tin buồn trước nhở? À thôi, thôi thì mình sẽ nói tin vui trước đi. Tin vui đó là mình đã trúng tuyển trường đại học Quinh Hy Siun anh em ạ. Tức là mình sẽ phải sang Hàn Quốc để đi du học. Thật sự để mà nói thì cái chuyện đi du học Hàn Quốc với mình thì nó là một cái ước mơ của mình đã rất là lâu rồi. Và các bạn biết không, hơn 2 năm qua mình làm YouTube thì mình cũng đã tiết kiệm được một cái khoản tiền. Và đấy là tiền mà mình tiết kiệm cho cái việc đi du học này anh em ạ. Mình biết là làm YouTube thì nó không thể làm được lâu dài ấy. Nó không phải là một cái công việc mà anh em có thể là gắn bó với nó lâu được. Đơn giản thì thời thế, thế thời, và cũng đến lúc rồi anh em ạ. Thật ra thì mình đã nghĩ đến chuyện mình sẽ nghỉ YouTube từ 5 tháng trước rồi anh em. Với lại thì cái chuyện học tiếng Hàn của mình ấy, mình đã chuẩn bị cho cả năm qua rồi. Đơn giản thì mình biết rằng sẽ có một ngày mình làm YouTube thì sẽ ít người xem đi. Và nói thật thì đến tận bây giờ đây, cái doanh thu từ YouTube nó chẳng được bao nhiêu. Mà nếu để bảo là sống với cái nghề này thì khá là khó. Thế nên là trong vòng 1 năm qua thì mình cũng đã đi học tiếng Hàn để chuẩn bị cho ngày hôm nay đây. Ở đây thì nó là cái invoice của trường đại học Hàn Quốc đã gửi cho mình về học phí mọi người ạ. Mình thì sẽ học ngành quản trị kinh doanh bên này. Và đây mọi người, học phí một năm nó lên đến là 135 triệu. Thật sự thì để mà nói là cái tiền học phí của trường đại học Quinh Hy nó khá là đắt. Ở đây thì sẽ chỉ là cái tiền học phí khi mà anh em nhập học thôi. Năm đầu tiên mọi người ạ. Thì ngoài ra còn có thêm cả phí ký túc xá nữa. Mình qua bên này mình ở ký túc xá cho nó rẻ anh em ạ. Thì nó đỡ hơn là anh em thuê nhà ở ngoài. Cũng như là nó gần trường, nó đảm bảo cho cái việc học tập nữa. Thì nói chung là mình cũng đã tiết kiệm được một cái số vốn ban đầu để có thể đầu tư cho tương lai, đầu tư cho cái việc học của mình. Và anh em ơi, bây giờ thì đến với phần tin buồn đi. Tin buồn đó là mình sẽ sắp phải xa anh em. Chính xác thì hôm nay thì mình có một cái chuyến bay đi từ Đà Nẵng đến Seoul và xuất phát vào lúc đó là 16 giờ 45 phút. Thật sự thì mình không muốn phải xa anh em một chút nào luôn, bởi vì là sang Hàn Quốc để đi du học, tất cả thì cũng chỉ vì tương lai thôi anh em ạ. Mình không biết là có thể làm nội dung YouTube về game Free Fire cho anh em được không nữa. Bởi vì là nói thật là khi mà mình sang Hàn Quốc du học ấy thì không phải là con nhà giàu có gì cả mọi người ơi. Thế nên là sang du học thì vừa học vừa làm chắc là sẽ mất khá là nhiều thời gian. Dù là mình cũng phải tập trung vào cái lượng kiến thức, không thể bỏ bê được anh em ạ. Mất cả một đống tiền sang, sẽ cố gắng để học tập. Có thể là cố gắng học giỏi để lấy học bổng anh em ạ. Nó cũng đỡ được phần nào về tiền học phí. Nhưng mà cái lợi thì mình sẽ được gì? Đó là trường Quinh Hy, nó là một cái trường khá là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhất là nằm trong cái trung tâm thành phố Seoul anh em ạ. Phố xá xa hoa. Rồi có thể là nếu như mà Kẹo không có thời gian làm YouTube về game Free Fire
Thì mình có thể là làm cho anh em xem những cái video về cuộc sống của du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc này. Đó. Ví dụ như là sẽ tâm sự với các bạn về những cái bạn mà đang học 12 và chưa có cái định hướng về tương lai của mình, để xem là anh em có thể là có muốn đi du học như mình hay không này. Xa nhà, xa quê hương, xa các bạn. Thật sự là mình sẽ nhớ fan của mình rất là nhiều đây. Ai, nhưng mà thôi cuộc sống mà. Ai rồi cũng phải khác mọi người ơi. Và anh em ơi, lúc này ngồi ở đây tâm sự với các bạn thì mình đã làm xong hết tất cả những cái thủ tục để có thể bay sang Hàn Quốc du học rồi mọi người. Các bạn thấy không ạ? Đây nó là một cái cuốn visa anh em ạ. Chính xác thì nó là visa Hàn Quốc. Ai, mình sẽ có một cái quãng thời gian dài ở bên Hàn Quốc đây mọi người. Mình nghĩ là sẽ học tầm khoảng là 4-5 năm gì đấy anh em ơi. Sau đó thì có thể là sẽ tiếp tục ở lại Hàn Quốc làm nếu như mà có công việc ổn một xíu. Còn không thì bắt buộc mình sẽ phải về Việt Nam thôi. Ai, xa quê 4 năm, 5 năm như vậy. Thật sự là sẽ rất là nhớ đây. Ai, bây giờ ví dụ là mình nghỉ YouTube 4-5 năm thì cái lúc quay về Việt Nam ấy thì không biết là mọi người có còn chơi game Free Fire nữa không? Game nó có còn tồn tại nữa hay không nhỉ? Và chắc là ít nhiều thì cũng không ai còn nhớ đến tên của mình nữa. Không ai còn biết là Sĩ Kẹo đã từng là một YouTuber game Free Fire nữa. Ai. Cuộc sống mà các bạn. Tầm này thì khi mà mình sang Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ rất là lạnh đây. Ở Hàn Quốc thì mùa đông bên này rất là lạnh anh em ơi. Đơn giản thì Hàn Quốc có tuyết rơi, còn Việt Nam như mình thì mùa đông có lạnh đến mấy cũng không có tuyết rơi phải không nào mọi người. Một mùa đông khá là lạnh đây. Thì mình sẽ nhập học vào cái đợt tháng 3 này. Và ngày hôm nay chính thức là sẽ phải lên đường, ra đi tìm đường cứu tương lai. Tương lai của một YouTuber hết thời. Ai, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng buồn. Cũng đã gắn bó với anh em một cái quãng thời gian nó rất là dài rồi mọi người ơi. Và hôm nay thì khi mà nói lời tạm biệt các bạn trong video này thì thật sự là mình đã rất là cảm động. Có một chút gì đấy đã cay cay nơi khóe mắt rồi. Sẽ không phải là một video vui tươi như hàng ngày nữa. Một video trái hát leo danh. Chỉ là những lời tâm sự của Kẹo với anh em thôi. Thì mình mong rằng là mọi thứ sẽ ổn và sẽ thuận lợi đi sang Hàn Quốc để du học, thực hiện cái ước mơ của mình. Sau này sẽ trở thành một CEO, tức là giống như kiểu là một cái người hàng đầu để quản lý một cái công ty anh em ạ. Ai, rồi cũng sẽ có một cái lúc mình được khoác những cái bộ vest sang trọng lên người này. Ước mơ mà anh em. Ước mơ trở thành một CEO tài năng. Và ngày hôm nay có thể sẽ là ngày mình từ bỏ YouTube, mình từ bỏ công việc làm YouTuber để đến với một cái đam mê của mình, đó là trở thành một CEO. Mình có khá là nhiều về những cái dự định trong tương lai. Chắc là vẫn có thể dành thời gian để làm video YouTube về game Free Fire cho anh em xem được. Hoặc là ít nhất thì cũng sẽ làm những video vlog về đời sống bên Hàn Quốc. Để cho các bạn yêu quý mình thì các bạn có thể theo dõi. Cũng như là anh em ơi. Các bạn hãy nhớ đó là hãy nhớ là ủng hộ mình trong cái thời gian tới đây mọi người nhé. Sang Hàn Quốc du học vừa làm sẽ khá là bận rộn đấy. Nhưng mà cái tin vui nữa là gì? Uầy, nghe nói thì sang Hàn Quốc rất là nhiều gái đẹp anh em ạ. Rất là nhiều những cái hot girl,
Đấy, rồi là xem show của những ca sĩ Hàn Quốc nữa. Ui rồi, chắc là sẽ rất là đã đây. Thôi giỡn với anh em xíu, du học sinh vừa học vừa làm thì hiện tại thì chia sẻ thật với anh em luôn, đó là gia đình mình vẫn đang nợ ngân hàng. Đơn giản là lo cho mình về cái việc đóng học phí anh em ấy. Cũng như là khi mà tiếng Hàn Quốc mình chưa ok, năm đầu tiên thì có lẽ là nửa năm mình sẽ cố gắng học tiếng Hàn Quốc cho nó thạo, cho nó ok để có thể là xin ra ngoài và có thêm những cái việc làm thêm. Tuy rằng thì lương làm thêm cho du học sinh bên này thì nó sẽ khá là bèo, nhưng mà tiết kiệm anh em ạ, sẽ cố gắng làm nhiều hơn, sẽ cố gắng tiết kiệm để có thể là gửi về gia đình ở nhà trả nợ. Đó, trả nợ về cái việc mình đi du học bên này này. Mong rằng thì thời gian rồi sẽ sớm trôi nhanh thôi. Và kẹo có thể sớm lên những video game Free Fire cho anh em xem. Anh em ơi, chiều nay mình sẽ phải lên máy bay. Một chuyến bay khá là dài, tầm khoảng 8-9 tiếng, để bay từ Đà Nẵng đến sân bay Seoul, Hàn Quốc mọi người ơi. Một mùa đông rất là lạnh bên này, sẽ nhớ các bạn nhiều lắm đấy. Ai, nghĩ đi nghĩ lại thì tương lai mà anh em, dẫu gì thì cũng phải lo cho cuộc sống. Thật sự là mình không muốn nói những cái lời tạm biệt như thế này đến với anh em. Thôi hôm nay tâm sự cũng dài, hẹn gặp lại anh em sau nha. Bye bye mọi người.